Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày 26 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Việt Nam, Ấn Độ tăng cường hợp tác kinh tế. Diễn đàn tăng trưởng xanh toàn cầu, nhấn mạnh ứng dụng và phát triển năng lượng sạch, chìa khóa của tương lai. Bản tin Grab News, một cách làm tin theo phong cách mới mẻ, thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 27 tới ngày 29 tới. Theo ông John Rungun, bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, hợp tác kinh tế sẽ là nội dung chính trong chuyến thăm lần này. Phóng viên của chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông John về ý nghĩa chuyến thăm lần này. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Bên cạnh vấn đề quân sự và an ninh, theo ông, vấn đề kinh tế gì sẽ được thảo luận trong chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Hợp tác kinh tế là một phần rất quan trọng của mối quan hệ chiến lược hai nước. Thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam đã tăng trưởng mạnh trong vài năm qua, cũng như nhiều năm trước đó. Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội. Phía Ấn Độ cũng đang triển khai rất nhiều dự án tại Việt Nam, điển hình như nhà máy nhiệt điện của Tata tại Sóc Trăng với số vốn 1,8 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi hy vọng sẽ có thể ký kết một số thỏa thuận kinh tế với Việt Nam trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng. Vậy, theo dự đoán của ông, các thỏa thuận kinh tế gì sẽ được ký kết? Thứ nhất, vấn đề hợp tác phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Nhiều khả năng sẽ có thỏa thuận về việc thi công cao tốc Hà Nội-Hải Phòng giữa IL và FS và các đối tác phía Việt Nam. Đây là một dự án rất lớn. Thứ hai là một thỏa thuận cấp giấy phép cho các ngân hàng Ấn Độ hoạt động tại Việt Nam. Việc hiện nay chưa có ngân hàng Ấn Độ nào tại Việt Nam là một trở ngại lớn tới giao thương giữa hai nước. Nếu các nhà đầu tư Ấn Độ được phép thành lập ngân hàng tại Việt Nam, thì quan hệ thương mại của chúng ta chắc chắn sẽ phát triển hơn rất nhiều. Ngoài ra, vấn đề xác lập đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng đang là một vấn đề được quan tâm. Quan hệ giữa hai nước đang ngày càng được siết chặt hơn. Vậy theo ông, điều này có tác động như thế nào tới nền kinh tế của Việt Nam? Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trong 9 tháng đầu năm nay đạt 4,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi hy vọng kim ngạch thương mại năm nay sẽ vượt mức 5 tỷ đô la và 7 tỷ đô la vào cuối năm 2015. Tuy vậy, trong mối quan hệ thương mại song phương giữa hai nước, cán cân thương mại vẫn hơi nghiêng với Ấn Độ. Vào ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Ấn Độ đã phát động chiến dịch Made in India để thu hút các công ty nước ngoài, trong đó có Việt Nam, đến và đầu tư vào Ấn Độ. Vì vậy, tôi chắc chắn điều này sẽ tạo tiền đề để cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Ấn Độ cũng đang tăng cường thu hút FDI và tương lai có thể trở thành một trung tâm sản xuất của thế giới. Chúng tôi đang mời các công ty Việt Nam tăng đầu tư và điều đó sẽ giúp thúc đẩy thương mại giữa Ấn Độ và Việt Nam. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi thuế xuất thuế nhập khẩu với một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Theo đó, thuế nhập khẩu các sản phẩm cá đông lạnh, trừ phi lê cá và một số loại thịt khác giảm từ 19% xuống còn 18%. Ô tô và các loại xe chở người và ô tô đua từ 67% còn 64%. Xe bốn bánh chủ động từ 70% còn 55%. Mô tô thùng từ 47% còn 40%. Ngoài ra, trong công văn lấy ý kiến gửi các bộ và các hiệp hội, Bộ Tài chính cho biết đã tiến hành rà soát biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2014 nhằm thực hiện cắt giảm theo cam kết WTO 2015. Trong đó, thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng phế liệu sắt thép là 17% và phế liệu kim loại màu ở mức 22%, đã thấp hơn hoặc bằng mức cam kết WTO, nên dự kiến giữ nguyên các mức thuế này. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam VSA, thời gian vừa qua, số lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam có chiều hướng tăng dần theo từng năm, nhất là từ năm 2011 tới nay. Tốc độ nhập khẩu thép hợp kim tăng một cách bất thường. Dù là thép hợp kim, song giá loại thép này chỉ bằng giá thép carbon xây dựng thông thường. VSA đã có văn bản đề nghị các bộ, công thương, khoa học công nghệ và tài chính có biện pháp kiểm tra và hậu kiểm hữu hiệu nhằm thực hiện nghiêm thông tư liên tịch số 44. Tháng 6 vừa qua, khi thông tư này có hiệu lực thì VSA hy vọng
lượng thép nhập hợp kim nhập khẩu sẽ giảm và trở về đúng nhu cầu thực tế thị trường. Tuy nhiên, thực tế không những không giảm mà còn tăng mạnh. Năm 2008, lượng thép hợp kim nhập khẩu chỉ khoảng 300.000 tấn, giá hơn 1.100 đô la Mỹ một tấn. Thế nhưng riêng trong tháng 8, số lượng thép hợp kim nhập khẩu tăng vọt tới hơn 456.000 tấn. Mục tiêu trọng tâm của khu kinh tế Dung Quất là phát triển công nghiệp nặng với tỷ lệ 95%, còn số 5% còn lại ưu tiên cho phát triển công nghiệp nhẹ và dịch vụ. Tuy nhiên, con số này không thể tải hết lượng lao động lành nghề, dẫn tới lực lượng lao động trẻ dù được đào tạo trường lớp hẳn hoi nhưng vẫn khó tìm được việc làm. Năm 2001, toàn xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được 2 suất trên 60 suất lao động do tỉnh đưa đi đào tạo nghề từ ngân sách của tỉnh. Đây là chương trình dạy nghề cho con em vùng giải tỏa thuộc dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất. Mục đích của việc làm này là chuẩn bị nguồn nhân lực cho nhà máy lọc dầu. Anh Nguyễn Duy Đục là một trong số đó. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đến nay đã hơn 10 năm, nhưng anh vẫn chưa có việc làm. Theo anh Luật, với tấm bằng trong tay, lúc bấy giờ nếu xin việc ngoài khu kinh tế Dung Quất chắc chắn sẽ được. Nhưng vì thuộc diện được đào tạo từ ngân sách nhà nước nên anh không dám xin, cứ thế ngồi chờ việc. Nói chung là đi họ nuôi hết mình, rồi họ ra trường họ cứ bị về nhà quê thôi, chứ còn không nói là bao giờ người ta sẽ nhận mình, mà không biết họ sẽ đã sau này sẽ họ nói với mình sẽ nộp nữa, nên không thể đi xin được việc được, chỗ khóc được. Hiện Quảng Ngãi có lực lượng lao động trong độ tuổi rất dồi dào, khoảng 705.000 lao động, trong đó lao động qua đào tạo nghề khoảng 30,5%. Thế nhưng lao động lành nghề trình độ cao có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp là rất thấp. Đây là hậu quả cung cách đào tạo tràn lan không nắm được nhu cầu của nền kinh tế. Như trường hợp của anh Đặng Văn Đức, đây là công việc bất đắc dĩ mà anh phải làm để nuôi sống bản thân hiện nay. Được đào tạo nghề hẳn hoi, song thời điểm này do nhu cầu lao động tại khu kinh tế Dung Quất gần như đã bão hòa, nên những người như anh phải cắt bằng tìm việc khác. Lãng phí hơn khi một lực lượng lao động trẻ, con em vùng giải tỏa nhường đất cho khu kinh tế Dung Quất đã phải dạt vào phía Nam mưu sinh. Thì hồi đó học sang trường đội tổ nghề Dung Quất là họ nói là tổ công an việc làm do cư dân địa phương. Nhưng mà sau khi ra trường là tìm việc rất là khó khăn, công việc ở địa phương tìm không ra. Và đi xoa có việc luôn, đi vô Sài Gòn. Mặc dù đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Quảng Ngãi, tuy nhiên từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2014, việc tuyển dụng lao động tại khu kinh tế Dung Quất tăng không đáng kể. Hiện nay khu vực này chỉ tuyển lao động có tay nghề chuyên môn cao. Do vậy, việc thừa thiếu lao động cho khu kinh tế vẫn đang là bài toán chưa có lời giải. Tỉnh Quảng Ngãi cần phải có một chiến lược phù hợp về lâu và về dài, đặc biệt là cần đổi mới về chính sách đào tạo nhân lực thông qua việc nắm rõ nhu cầu của doanh nghiệp tại khu kinh tế Dung Quất. Từ đó, các cơ sở đào tạo có thể tập trung đào tạo theo yêu cầu, theo đơn đặt hàng để tránh tình trạng dùng tiền ngân sách đào tạo nhân lực nhưng lại không sử dụng được, gây lãng phí và bức xúc cho người dân. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Hà Nội chuẩn bị lên kế hoạch quy hoạch phố cổ. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa ký một thỏa thuận hợp tác nghiên cứu quy hoạch khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận với Viện Kiến trúc Quốc gia Bộ Xây dựng. Viện Kiến trúc Quốc gia sẽ tiến hành nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổ chức không gian cho các tuyến phố đi bộ, thực hiện các dự án, thiết kế các công trình kiến trúc trên cơ sở bảo tồn, tôn tạo các di tích hiện có. Tới tháng 8 năm 2015, Viện Kiến trúc Quốc gia phải hoàn thành đề án điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị của hình thái không gian kiến trúc, lập hồ sơ quản lý quỹ biệt thự thuộc sở hữu tư nhân trên địa bàn quận, đồng thời xây dựng quy chế. Trên cơ sở này, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm sẽ thực hiện những bước đi tiếp theo, cũng là những việc làm quyết liệt đầu tiên trong việc chỉnh trang tôn tạo tới khu vực nội đô, khu vực quan trọng bậc nhất của thủ đô Hà Nội. Khác hẳn những điểm du lịch trong và ngoài nước, Sapa được coi là vùng đất có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng bởi nơi đây không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên mà còn ẩn chứa kho tàng văn hóa truyền thống đặc trưng. Ngay sau khi thông xe cung đường cao tốc dài nhất Việt Nam, nhiều công ty du lịch đã nhanh chóng tận dụng lợi thế này nhằm đưa ra những sản phẩm du lịch mới, đó là loại hình du lịch bằng xe bus, trải nghiệm văn hóa Sapa. Giờ đây, khi đi du lịch Sapa qua đường cao tốc không chỉ rút ngắn một nửa thời gian chạy xe mà còn giúp cho du khách có những trải nghiệm thực sự tại Sapa. Theo điều tra của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, thì hơn 70% số du khách quốc tế đến Sapa có nhu cầu đi du lịch đến các bản làng, dân tộc thiểu số. Một trong những loại hình du lịch đến từ đối tượng và đến loại hình nghỉ dưỡng
xác qua đêm của nhà dân. Mỗi hộ dân như một điểm nhà nghỉ với sắc thái và đặc trưng riêng, đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của du khách. Chúng tôi quyết định chọn tour du lịch cộng đồng để có thể tự mình khám phá nét đẹp nơi đây, được leo núi lên bản, rồi nghỉ tại nhà dân bản làng, rất thú vị. Khi ở Pháp, chúng tôi biết về lịch sử, văn hóa và cảnh quan của Sapa nên đã chọn nơi này để du lịch. Khi đến đây rồi, tôi thấy thật sự rất tuyệt. Nơi đây có thiên nhiên đẹp và có nét văn hóa rất độc đáo. Bên cạnh đó, các hộ dân nơi đây cũng được khuyến khích bảo tồn và phát triển một số ngành truyền thống như thêu dệt thổ cẩm, chạm khắc đồ thủ công mỹ nghệ, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc. Từ mô hình kinh doanh du lịch cộng đồng, nhiều hộ đã có thêm nguồn thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng một năm, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo. Mình làm nghề thuê dệt lâu rồi, làm xong đêm đi bán lấy tiền. Mỗi ngày kiếm được khoảng 50.000 nhưng cũng có ngày khách du lịch họ không mua đâu, nên cũng không có tiền. Tôi muốn chia sẻ, chung tay phát triển cái du lịch cộng đồng ở Sapa, đặc biệt là ở dưới bản làng cho những người đồng bào dân tộc, tạo cơ hội công ăn việc làm. Chúng tôi luôn tâm niệm là làm nào mình phải có trách nhiệm, tức là du lịch có trách nhiệm. Thì đầu tiên cái nhà tổ chức như chúng tôi có trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây thì chúng tôi luôn luôn tư vấn cho du khách những điểm tham quan tốt. Phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên là hướng đi bền vững của du lịch Sapa. Đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Sapa, với nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú và độc đáo tại địa phương. Như chúng tôi đã phản ánh, một trong những nội dung chính của Diễn đàn Tăng trưởng Xanh Toàn cầu lần thứ tư vừa diễn ra tại Copenhagen, Đan Mạch, đó là thay đổi mô hình sản xuất và tiêu thụ theo định hướng bền vững. Tại sự kiện này, Đan Mạch và nhiều quốc gia phát triển và đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc ứng dụng và phát triển năng lượng sạch, yếu tố quan trọng nhằm thực hiện tăng trưởng xanh được xem là chìa khóa của tương lai. Đi xe đạp là tăng trưởng xanh, nhưng nó chỉ là một trong những biện pháp để giảm sử dụng năng lượng không tái tạo, giảm phát thải khí CO2. Những hình ảnh này ngày càng trở nên quen thuộc ở Copenhagen, Đan Mạch. Hãy bắt đầu từ những hành động tưởng như là nhỏ, như sử dụng phương tiện giao thông, đi xe đạp thân thiện với môi trường và khí hậu. Cùng với đoàn phóng viên quốc tế, chúng tôi đã có dịp khảo sát một số cơ sở nghiên cứu, ứng dụng và phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện gió, năng lượng mặt trời ở Đan Mạch. Việc nghiên cứu, ứng dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo được đẩy mạnh trong gần 20 năm qua ở Đan Mạch, nhất là tại các đô thị lớn. Chúng tôi đặt mục tiêu sẽ trở thành thành phố không có khí carbon vào năm 2025. Trong vòng 18 năm qua, chúng tôi đã cắt giảm được 40% lượng phát thải khí carbon. Tại Diễn đàn Tăng trưởng Xanh Toàn cầu lần thứ tư, những kinh nghiệm trong việc ứng dụng phát triển năng lượng sạch đã được Đan Mạch chia sẻ với Việt Nam. Trong thời gian tới, cơ quan quản lý môi trường hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về vấn đề này. Thu hút các doanh nghiệp của Đan Mạch với những cái nền tảng công nghệ cao, năng lượng tái tạo sẽ tham gia vào cái quá trình hoạt động tăng trưởng xanh của Việt Nam trên lĩnh vực về năng lượng, rồi các lĩnh vực khác như giao thông. Các tham luận tại Diễn đàn Tăng trưởng Xanh đã chỉ ra rằng trong vòng 15 năm tới, nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng hơn một nửa. Vì vậy, nếu không đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng năng lượng sạch, chúng ta sẽ đối mặt với những thách thức nghiêm trọng về năng lượng và môi trường. Diễn đàn Tăng trưởng Xanh Toàn cầu lần thứ tư đã khẳng định tăng trưởng xanh là tất yếu để phát triển bền vững cho mỗi quốc gia. Thực tế, tại nhiều quốc gia phát triển, thực hiện hiệu quả các chương trình tăng trưởng xanh như Đan Mạch đã cho thấy, để thực hiện tốt các mục tiêu này, việc ứng phó biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và các cơ chế hợp tác hiệu quả của các bên liên quan có ý nghĩa quan trọng. Trong phần tiếp theo của chương trình, thế hệ 8X của mỹ thuật Việt Nam tự khẳng định bản thân trong nghệ thuật. Bản tin Grab News, một cách làm tin theo phong cách mới mẻ thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Thưa quý vị, Bộ Y tế ngày 25 tháng 10 đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng mục tiêu 90-90-90 hướng tới kết thúc đại dịch S ở Việt Nam. Việt Nam là quốc gia đầu tiên khởi động chương trình này.
Vào tháng 7 năm 2014, Liên Hợp Quốc đã khởi xướng các mục tiêu 90-90-90, tức là 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục, và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định. Trong 5 năm vừa qua, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam có xu hướng giảm. Nhằm thực hiện các mục tiêu 90-90-90, Bộ Y tế hiện tham mưu cho Chính phủ nhiều giải pháp quan trọng, trong đó bao gồm tiếp tục nâng cao nhận thức và cam kết của các lãnh đạo, các cấp, các ngành, nhanh chóng chuyển đổi từ phòng chống HIV/AIDS dựa vào tiền viện trợ sang sử dụng các nguồn tài chính trong nước. Đồng thời, hoạt động phòng chống HIV/AIDS sẽ tập trung nguồn lực vào các khu vực có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao, tập trung vào các đối tượng nguy cơ cao nhất. Hưởng ứng ngày toàn cầu hành động vì sự sống trẻ em, sáng nay hơn 200 các vận động viên là các đoàn viên, sinh viên tới từ 7 trường, 3 khoa trực thuộc Đại học Huế đã tham gia giải chạy Việt Dã, sinh viên Đại học Huế vì sức khỏe trẻ em. Giải chạy nhằm tuyên truyền và thu hút sự quan tâm của người dân, chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế về vấn đề bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của trẻ em. Theo Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em, mỗi ngày Việt Nam vẫn còn 50 trẻ em bị tử vong trong tháng đầu tiên sau khi sinh bởi những nguyên nhân có thể ngăn ngừa. Điều này cho thấy Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn nữa nhằm đạt mục tiêu thiên niên kỷ giảm 2/3 tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi vào năm 2015. Nhằm chuẩn bị cho chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á năm 2014, ngày 25 tháng 10 tại Học viện Ngoại giao Hà Nội đã diễn ra lễ tổng duyệt văn nghệ. Đây là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của thanh niên Việt Nam. Chủ đề chính của Đoàn Thanh niên Việt Nam năm 2014 là Việt Nam sống động. Các tiết mục văn nghệ được 29 đại biểu trong đoàn thể hiện, mang tới hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trẻ trung, năng động, màu sắc và không ngừng phát triển trong mắt bạn bè quốc tế. Chương trình có nhiều hoạt động như gặp gỡ lãnh đạo các quốc gia, triển lãm, giao lưu văn hóa, homestay. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 10 tới ngày 17 tháng 12, di chuyển qua Nhật Bản, Indonesia, Campuchia, Brunei và Myanmar. Thưa quý vị, thế hệ nghệ sĩ Việt Nam sinh ra sau nửa đầu thập niên 80, có nghĩa là từ năm 1980 tới năm 1985, đã bước vào tuổi 30, tam thập nhi lập. Đây được coi là lứa tuổi đạt tới độ chín trong sáng tạo nghệ thuật, có những thành công và địa vị nhất định trong xã hội. Vậy trong xã hội ngày nay, họ cần phải vượt qua những trở ngại gì trong việc mang nghệ thuật trong nước tới gần hơn với nghệ thuật đương đại? Hãy cùng tìm hiểu trong phóng sự sau. Những chú chim, những con gia cầm hay những con bò sữa? Những tác phẩm điêu khắc theo phong cách tối giản này là tác phẩm của Thái Nhật Minh, 30 tuổi, thạc sĩ chuyên ngành điêu khắc, Đại học Mỹ thuật Ít Kiêu, Hà Nội. Anh đang hoàn thiện tác phẩm điêu khắc một con bò sữa từ chất liệu giấy bìa pha hồ, một chất liệu thử nghiệm. Hơn 10 năm qua, anh đã thử điêu khắc trên rất nhiều chất liệu truyền thống như gỗ, sắt, nhôm và đá trắng, nhưng anh vẫn luôn muốn thử nghiệm những chất liệu mới. Cái thế hệ của chúng tôi là một cái thế hệ nó có một cái sự chuyển giao lớn ấy, có những thứ chưa thống nhất, cho nên là những cái khó khăn vướng mắc mà chúng tôi gặp phải nó là cái sự xác định bản thân mình, cái xác định bản thân, xác định vị trí và xác định cái công việc của mình nó như thế nào. Thái Nhật Minh được coi là sự cựa mình của nền điêu khắc mỹ thuật Việt Nam. Tuy nhiên anh là một nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ 8X nên nhiều khi vẫn phải loay hoay tìm chỗ đứng của mình cũng như tìm hướng đi cho các tác phẩm của mình. Vậy còn các nghệ sĩ khác thuộc thế hệ 8X thì sao? Cuốn sách này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về họ. Nghệ thuật và tài năng là cuốn sách thứ hai của nhà báo Đào Mai Trang viết về nghệ thuật thị giác ở Việt Nam. Phần lớn cuốn sách tập trung viết về 9 nghệ sĩ đương đại Việt Nam thuộc rất nhiều loại hình nghệ thuật mà tác giả gọi là thế hệ 8X. Mình chọn họ là những nghệ sĩ mà theo mình là mình thấy rất là đáng chú ý, bởi vì dù như thế nào thì họ cũng, cái nghệ thuật của họ thì có rất là nhiều những cái dấu ấn riêng, những cái dấu ấn cá nhân rất là rõ nét, và nó khiến cho mọi người có thêm những cái hy vọng là nghệ thuật Việt Nam sẽ có những cái bước phát triển mới. Cuốn sách của Đào Mai Trang vừa được ra mắt tại Hà Nội với sự hỗ trợ về mặt tổ chức của Viện Goethe và hỗ trợ tài chính của Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hóa Đan Mạch. Những nghệ sĩ 8X nên điều chỉnh những ý tưởng của mình cho phù hợp với bối cảnh hiện tại ở Việt Nam. Tôi nghĩ họ cần phải thể hiện cảm xúc thật của mình và không nên bắt chước một cách máy móc những thứ du nhập từ bên ngoài.
adapt a lot of new things. Trong bối cảnh xã hội mới, những nghệ sĩ trẻ có rất nhiều lựa chọn để kết nối và tiếp thu những tác phẩm mới lạ. Cũng có thể những tác phẩm đương đại này chịu ảnh hưởng từ những xu hướng sáng tác nước ngoài. Tuy nhiên, với một nghệ sĩ thực thụ, điều quan trọng nhất vẫn là trí tuệ, lòng quyết tâm dựa trên chính nội lực và tài năng của họ. Tối ngày 25 tháng 10, lễ hội GLOW đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên lễ hội âm nhạc hướng tới cộng đồng này được tổ chức tại Hà Nội. Điều đặc biệt là năm nay, lễ hội đón chào một vị khách, đó là Sayward, quán quân X Factor của Anh năm 2005. Sayward đã ngay lập tức thu hút khán giả bằng những bài hát đã làm nên tên tuổi của mình như là Until You, Breathless, No Promises hay là Stand By Me. Lần đầu tiên tới Hà Nội nhưng cũng là lần thứ hai tới Việt Nam, Sayward ấn tượng với sự nhiệt tình và sôi động của khán giả. Ngoài ra, đêm nhạc còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Tuấn Hưng, Hoàng Tôn, Hoàng Thúy Linh cùng các DJ Hà Nội và quốc tế. Lễ hội GLOW Hà Nội 2014 không chỉ giới hạn là một chương trình âm nhạc, mà chính là một sự kiện, một chiến dịch nâng cao ý thức xã hội và phát triển trong cộng đồng một cách tích cực qua các hoạt động như gây quỹ từ thiện, quyên góp, hội thảo và hội nghị dành cho thanh niên. Thưa quý vị, trong thời kỳ hội nhập thì ngoài việc gìn giữ những nét văn hóa của riêng mình, Việt Nam cũng đã tiếp nhận nhiều loại hình văn hóa khác mới du nhập. Hôm nay chúng tôi muốn nêu ra một ví dụ. Từ trước tới giờ, nếu như các bạn xem truyền hình thì sẽ thấy những người dẫn chương trình như là tôi chuyển thông tin tới quý vị bằng cách nói chuyện. Thì giờ đây đã có một cách truyền tải thông tin mới và khá lạ mắt. Người dẫn bản tin thay vì nói thì hát, mà lại hát theo phong cách nhạc rap. Ra đời một năm qua thì bản tin Rap News của báo điện tử Vietnam Plus thuộc Thông tấn xã Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Bản tin đã đạt giải nhất thuộc hạng mục đặc biệt Digital First, tôn vinh nhà xuất bản tin tức đã có biện pháp sáng tạo nhằm lôi kéo sự tham gia của giới trẻ, đồng thời được giới thiệu trên các kênh báo chí quốc tế như là BBC, The Guardian, VOA, v.v. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Rap News là gì. Trong tuần là từ điển vũ chất, ở trong đó bạn bè thân thích là bộ bịch đến ngất, làm thiên hạ phải nháo nhào tìm tác giả chân nhân, để rồi hóa ra chẳng ai biết ai, biết đi đâu mà lần. Đây là một bản tin thời sự, nó được làm theo phong cách đặc biệt. Đặc biệt không phải là ở trang phục của người dẫn hay trường quay độc đáo, mà nó là ở chính những cái mà chúng ta đang nghe thấy. Đó là sự truyền tải tin tức thông qua hát rap. Có lẽ chính vì vậy mà nó thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ, nhóm đối tượng mà các bản tin thời sự thông thường khó có thể khiến họ quan tâm. Rap News thì mình sẽ chọn những sự kiện nổi bật, nhưng cái cách truyền tải nó có khác, bởi vì với một sự kiện, với một vấn đề, mình sẽ có cái cách biến nó trở thành dí dỏm hơn, hài hước hơn, nhưng không châm biếm. Bản tin Rap News không cập nhật những tin tức hàng ngày, mà chọn hình thức lọc ra những tin tức nổi bật nhất để cô đọng lại sau mỗi 2 tuần. Người dẫn đóng vai trò quan trọng nhất của bản tin sẽ là những rapper. Họ sẽ có nhiệm vụ truyền tải các tin tức đã được duyệt thành những bản rap với lời lẽ hết sức đơn giản mà bất kỳ ai nghe cũng có thể hiểu được đoạn rap đang nói về vấn đề gì, nhưng vẫn vô cùng sôi động và hấp dẫn. Để truyền tải được cái nội dung bản tin thì cái câu từ chắc chắn nó sẽ gò bó hơn là các cái bài rap mà khi mình hát về tình cảm, hát về cái suy nghĩ của chính bản thân mình. Khi mà làm Rap News thì mọi người rất muốn là truyền tải những cái thông tin này dưới góc nhìn hài hước và có phần trẻ trung. Thế thì mình phải cố gắng cân đối giữa những cái tin về mặt chính trị quốc tế như vậy để làm sao để các bạn trẻ vẫn có thể nghe, vẫn cảm nhận được cái sự hài hước khi mà mình truyền tải cái bản tin đó. Dù còn nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề có nên hay không nên có một bản tin thời sự bằng giọng đọc rap như thế này được phát trên truyền hình, song bản tin đã có được sự thành công nhất định khi mà đa phần các khán giả trẻ và cộng đồng mạng cho đây là một cách thức đưa tin đầy sáng tạo, dễ xem và dễ nhớ, trở thành một công cụ tuyệt vời để khuyến khích giới trẻ nói lên những suy nghĩ của mình. Ở phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể xem lại những bản tin trên trang web vtv4.vn hoặc trên trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.